안녕하세요. chúng ta cùng đến với bài số 15 về trời qua chích. ở trong bài này thì đầu tiên các bạn sẽ học cấu trúc là danh từ cụm theo rô đây chính là theo như cái gì đó. và chúng ta sẽ có những ví dụ như sau. 순서대로 해드리겠습니다. tức là tôi sẽ làm theo tuần tự. 약속대로 영화를 보여줄게요. là theo như là cuộc hẹn thì là anh sẽ cho em xem phim đúng không? 친구에게 xin Tero Maresmida. À, tôi đã nói cho người bạn theo như sự thật. Uri kiều hết Oe thường Theo như là kế hoạch thì à, chúng mình chiều nay cùng nhau leo núi nhé. Son Meong Một tên Irin Tôi đã làm tất cả mọi việc à, theo như là hướng dẫn. Là tờ hướng dẫn và chúng ta sẽ có là động từ cộng union hoặc là nhân rô. tức là theo như một cái hành động nào đó thì quá khứ các bạn sẽ cho cộng với union, còn hiện tại các bạn cho cho cộng với cả nhân. Mình xem ví dụ từng câu nhé. Oni jinan jumare yakso hal tero eoje osen sa chị gái tôi theo như là lời chị ấy đã hứa vào tuần trước. Đó, thì hôm qua chị ấy đã mua tặng cho tôi chiếc áo. Jinguoka cho nên haenneunde jeoneun munjeoneun một là gì à? là tôi đã làm theo như là lời mà người bạn đã nói làm theo như lời người bạn đã nói nhưng mà tôi vẫn không thể giải được cái bài toán đó omonica caracintero choto kim tôi đã muối kim chi đã làm theo kim chi theo như là mẹ đã dạy cho tôi 지금 생각이 나는 대로 그림을 그려 보세요. Hãy thử vẽ theo như là những gì mà bạn đang suy nghĩ. 내가 하는 대로 한번 따라 해 보세요. À, hãy làm hãy làm theo à, một lần như là những gì tôi đang làm đây. 선생님이 발음하는 대로 따라 하세요. Hãy À, làm theo như là thầy giáo đang phát âm hoặc là hãy phát âm theo thầy giáo đang phát âm. Ojeterento xuân kỷ ai kia chú hãy kể cho tôi à, một cách thành thật theo như những gì mà bạn đã nghe ngày hôm qua và cấu trúc này thực ra là cũng có thể kết hợp với tính từ đó nhưng mà hạn chế thôi. Ha ko ý đơn thả ireun da han su isseumyeon Tôi ước gì mình có thể làm được hết tất cả mọi việc theo như những gì mà mình mong muốn. Tiếp theo chúng ta đến với động tính cộng chi an nguyên an tuy ta. À, tức là nếu mà không làm gì đó thì không được tức là chúng ta phải làm gì đó đây là hai lần phủ định thôi thì nó sẽ thành một cái lần khẳng định đúng không? so, 뽑고 기다리지 않으면 안 돼요. Câu này có nghĩa là à, nếu mà mình không lấy số thứ tự rồi chờ đợi thì không được. Tức là mình phải, mình bắt buộc phải lấy số thứ tự và sau đó là đợi. 허락을 받지 않으면 안 Nếu mà không nhận được sự cho phép thì không được tức là mình phải nhận được sự cho phép không nhon bằng hay ca thủy ni <laughs> cả cho nó lên cứ chi ăn ăn đều vì có thể gây phương hạ cho buổi biểu diễn nên nếu không tắt điện thoại thì không được tức là mình phải tắt điện thoại parmen chặt cu sức hai chị ăn đều tức là mình bắt buộc phải luyện tập phát âm một cách thường xuyên thôi nên nạt cho sơ chỉ ăn nem mi ăn cái này là gì ạ nếu không sử dụng tiết kiệm thì không được đâu nên Huê lên chuyển CD cho hắn thì cả kết thúc thay chỉ ăn nem mi ăn ngày mai á bởi vì là cuộc họp sẽ diễn ra trong phòng học cho nên là phòng học phải sạch sẽ hoặc là đồng quy son sử nên khi cả cứ trị án nem mi ăn đều cầu thủ bóng rổ thì bắt buộc là phải cao động từ cũng ưu để tôn chamida đây là cấu trúc diễn tả vừa đúng lúc chủ thể định thực hiện hành động này và cái dự định, cái ý định này nó sẽ xảy ra rất là nhanh sau cái thời điểm mà người ta nói. Và với cấu trúc này thì người ta thường sử dụng với phó từ mạc hoặc là mặt chim. Các em có thể dịch là vừa đúng lúc hoặc là với biểu hiện Croatia NATO hoặc là Angreto dù không vậy thì cũng định như thế nào đó. Và cấu trúc Ưu tôn chăm mi <laughs> này khi đứng ở giữa câu Nó sẽ có dạng là ưu riêng tôn chăm Rồi bây giờ mình cùng xem từng câu nhé Chỉ cứ mạc chà riêng tôn chăm À ôi vừa đúng cái lúc mà tớ định đi ngủ Ví dụ như là bạn đến nhà chơi đúng không Tự nhiên bạn đến nhà chơi Mình đang chuẩn bị 5 phút nữa đi ngủ Thì bạn đến nhà chơi mà ôi vừa đúng lúc thì tớ định đi ngủ đây Nhớ

좋아요. 그렇지 않아도, 나도. 참이었어요. Ờ, người ta nói là cái bộ phim này rất là hay. Chúng mình cùng xem cái bộ phim kia đi. Được thôi, đúng không? Dù bạn có không nói như vậy, dù bạn có không dụ thì vừa đúng cái lúc là tớ định xem phim. 박물관에 같이, 갈까요? 안 그래도 참이었어요. 같이 가요. Chúng mình cùng nhau đến viện bảo tàng nhé.

À, vừa đúng cái lúc mà tôi định gọi điện Đúng không? Thì bố tôi lại gọi điện tới Thì chúng ta để ý Cái chút ưu tôn chăm này Nó khác với chút ư rìa cô Ở chỗ gì ạ? Ưu rìa cô thì nó diễn tả cái ý định Nó có thể thời ra rất là xa Tụi em nói là sang năm em định Thi tiếng năng lực tiếng Hàn Hoặc là ba năm nữa em định kết hôn Thế nhưng mà cái ưu rìa tôn chăm này Thì là sao ạ? À cái ý định của nó Nó cái ý định của nó nó phải sắp sửa xảy ra hoặc là vừa đúng cái lúc mà nó chuẩn bị xảy ra thì cái ý định này là một ý định mà sẽ xảy ra ở trong một cái tương lai rất là gần ở trong bài đọc của các bạn thì sẽ xuất hiện cấu trúc a orson nên ăn thực ra thì đây là chính là bằng một cấu trúc là Ơmion ăn đê không được phép làm gì đó Nhưng tuy nhiên là trong văn viết ấy, thì người ta sử dụng cái dạng là a o son ăn đê thôi các bạn nhớ các bạn dịch là không được phép làm gì đó ví dụ này kroke pali tuya son ăn đều tức là không được phép chạy nhanh như vậy đâu "sara là mới con mô sư bưu đô phong ca hề son ăn đều tức là mình không được phép đánh giá đúng người khác bằng vẻ bề ngoài chẳng ngay nên nó lỡ son không được phép trêu chọc người người khuyết tật À, 다른 사람의 물건은 함부로 만져서는 안 돼요. Không được phép sờ vào đồ vật của người khác bừa bãi tùy tiện. 함부로 là bừa bãi này. 새로운 도전은 그렇게 빨리 거쳐내서는 안 Tức là gì ạ? Không được phép từ chối cái thử thách mới nhanh đến như vậy. Nhớ thì cái này hoàn toàn là giống với ưm miên ăn beta thôi. Rồi và cuối cùng thì hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu các bạn nốt cái định ngữ hồi tưởng adoton thì động tính của adoton là hồi tưởng lại sự việc mà đã từng xảy ra ở trong quá khứ rồi nó đã hoàn thành trong quá khứ và không kéo dài hoặc là không liên quan đến hiện tại thì chúng ta sẽ dùng cái adoton và thường cái này nó sử dụng là gì ạ thường là cái hành động này thường xảy ra một lần đó chúng ta xem câu này. Chín năm hồi mà Naruto copy so mắn này gặp nhau, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê mà chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở trước đó. À, thì đã hồi tưởng lại là hai người này đã từng gặp nhau một lần ở trong cái quán cà phê đó rồi. Và lần này thì người ta gặp lại ở trong cái quán cà phê đã từng gặp trước đó. Ojeshom shinte mokoton umishik irimi chiếu, người ta nhớ lại là cái món ăn á. À, cái món ăn cái tên món ăn mà tôi đã ăn vào bữa trưa ngày hôm qua là gì nhỉ? đó tôi muốn đến lại cái nơi mà chúng tôi đã từng đi chơi vào mùa hè năm ngoái đây là cái ngữ pháp mà đã từng học vào học kỳ trước thế nhưng bây giờ tôi không nhớ ra À, 제가 일했던 곳은 작은 광고 회사였어요. Cái công ty, cái nơi mà tôi đã từng làm việc đó, là một công ty quảng cáo rất là nhỏ. Người ta đang nhớ lại đúng không? Cái sự, cái 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 công ty mà đã từng làm việc và bây giờ không làm không làm việc ở đây nữa. Đó. Tôi ngoài ra thì với một số động từ cái tả trạng thái kéo dài của hành động, ví dụ đang sinh sống này, đang theo học này, làm quen quen ai đó hoặc đang làm việc khẩn ngô thì có thể sử dụng ton và adot ton đó mà thay thế cho nhau ví dụ như là y chỉ bể che ca ở santon cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà mà tôi đã từng sống lúc còn nhỏ thì các bạn để là saraton hoặc santon thì đều được chúng ta cũng dịch có thể là đã từng thôi nhá rồi và chúng ta sẽ so sánh cái cấu trúc ton với thì khi mà chúng ta dùng ton thì nó là một hành động đã giang dở trong quá khứ chưa kết thúc chế ton cheger Toasoyo là bạn đã đặt cái cuốn sách mà tôi đọc giờ ngày hôm qua ở đâu? Như cuốn sách này bạn này vẫn đọc giờ đó. 이 책은 제가 아까 읽었던 건데 다른 책 없어요. Cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà tôi đọc xong lúc nãy rồi, tức là cái đọc xong rồi, đọc hoàn thiện rồi, đúng không? Đấy. Bạn không có cuốn sách nào khác à? Ngoài ra thì là cái to này này là cái hành động mà có thể thực hiện ở hiện tại nhưng mà cái Arlton là cái hành động này không còn liên quan và không thể hoặc là khó thực hiện được trong hiện tại mình cũng có hai câu này Neka Noroton từ Sicuri Kriol Tôi rất là nhớ lại cái con đường thôn quê đó mà tôi đã từng vui đùa đúng không thời còn nhỏ chẳng hạn còn bên cạnh này Neka Noraton từ Sicuri Kriol Tôi rất là nhớ cái con đường thôn quê đó mà tôi đã từng từng thường xuyên chơi đùa đúng không thì cái to lần này là có thể là bây giờ mình còn quay trở về quê và mình nhìn thấy con đường đó nhưng mà cái Sikonkin kim khi mà chúng ta nói là noraton cứ si con kim này là cái cái con đường đấy có thể là đã biến mất rồi đúng không bây giờ cái con đường nó không còn nữa đó thì nó là nhớ lại hồi tưởng lại và mình không thể thực hiện mình không cái 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 si này không còn tồn tại trong hiện tại nữa Thế còn ơn niên với ad to này thì 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 khác nhau như nào ạ? Thì ơn yên này thì chỉ diễn tả đơn giản hành động đã từng xảy ra thôi. Có thể còn hoặc không còn liên quan đến hiện tại. Hương chi ca khăn của xuyên hàn gu Có nghĩa là gì nhỉ? Nơi mà Hương đã đi đúng không? Nơi mà Hương đã đến là đất nước Hàn Quốc. Thì ở ừ, có thể là Hương vẫn còn đang ở trên đất nước Hàn Quốc đúng không? Ví dụ như là uh, Hương đã đi Hàn Quốc, người ta hỏi là gì? Bạn đã đi nước ngoài nhiều chưa? đúng không? À, bạn đã đi được bao nhiêu nơi rồi? Bạn đã từng đi tới đất nước nào? Thì chẳng là là nơi mà Hương đã đi là Hàn Quốc. Có thể là bạn ấy vẫn đang ở trên Hàn Quốc, đúng không? Có thể bạn ấy vẫn đang trên Hàn Quốc, có thể bạn ấy ở Việt Nam thì cái này thì là chỉ nói đơn giản là nơi mà đã từng nơi mà đã đi là Hàn Quốc thôi. Thì khi mà các bạn lùi lại gì ạ? Hương chika katton của Sơn Hàn À ví dụ là nơi mà chị Hương đã từng đi có phải là Hàn Quốc không ạ? À thì khi mà nó là ton cột này thì có nghĩa là gì ạ? Cái hành động nó đã kết thúc trong quá khứ rồi không còn gì liên quan hiện tại nữa thì tức là bây giờ chị hương chị không còn ở hàn quốc nữa có thể chị đang ở việt nam đúng không và nó là ừ, cái nơi mà chị đã từng đi rồi đúng không và bây giờ không còn ở đây nữa thì có phải là hàn quốc không ạ thì bạn phân biệt là gì ạ cái ưu niên này thì nó là đã xảy ra thôi và mình không biết là nó có hay là không còn hiện tại còn ad hoc này là hành động đã xảy ra rồi và nó đã kết thúc luôn quá khứ rồi và bây giờ nó không còn liên quan đến cái hiện tại nữa rồi, nội dung của bài 15 đến đây là kết thúc rồi ạ.